Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Midside Way 27.5, một dòng xe đạp được sử dụng một bộ group chuyển động của Shimano DOG với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, khung nhôm, thành bánh 27.5 inch, mayer là bi vòng cuối lỗ các bác nhé. Tuy thì toàn bộ khung của xe là khung nhôm Superlight alloy, là một loại nhôm siêu nhẹ. Nhôm được sử dụng là nhôm 7005 các bác nhé. Superlight alloy siêu nhẹ. Và dây thì toàn bộ chạy âm sườn. Và cái tông màu rất là đẹp các bác nhé. Tông màu đen rồi phối với vàng xanh lam. Nhìn chiếc xe cực kỳ đẹp, rất là thể thao. Nước sơn nguyên bản và cái sơn xe thì còn cũng tương đối là tốt các bác nhé. Chỉ có là những cái vết xước nhỏ, xước răm qua quá trình sử dụng và là xe bãi thì không thể tránh khỏi rồi. Còn tổng thể xe thì các bác có thể nhìn trên hình. Khung sườn thì còn tương đối là đẹp. Sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG các bác nhé. DOG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp, rồi sẽ có 30 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa trục rỗng của thương hiệu Prowell, đùi trục rỗng, mayer của RT, mayer vành của RT, một đơn vị sản xuất vành mayer rất là có tiếng ở trên thế giới hiện nay. Đi vòng cuối lỗ các bác nhé. Sử dụng bộ đĩa phanh to, một bộ rất là to, khoảng 9 inch các bác nhé. Đây, từ đằng trước thì nó dễ nhìn hơn. Đĩa phanh rất là to. Nhìn nó tạo cái độ chất của chiếc xe lên rất là tốt. Líp các bác nhé. Líp thì nó cũng phải to ngang với cái đĩa đấy. Các bạn nhìn cái líp này rất là đẹp. Sử dụng đĩa và líp cực kỳ đẹp. Cộng với cả bộ vành bánh 27.5 inch nữa thì nó tạo, nó tôn cái form xe lên. Các bác có thể nhìn thấy trên hình đấy, nó tạo cái form xe lên rất là đẹp. Phần ghi đông của xe thì cũng được trang bị là tay bấm xả Shimano DOG và cụm phanh dầu của Shimano. Và bên này có luôn một cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái luôn cho các bác. Giảm sóc này giảm sóc dầu thủy lực các bác nhé. Giảm sóc này là cũng là nguyên zin. Nguyên zin theo nhà sản xuất theo xe đấy. Vành bánh trước cũng được sử dụng là bi vòng bạc đạn, cũng là RT. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm, thì khi đổi ra thì nó là 17 inch các bác nhé. Xe size 17 inch thì cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 như là phù hợp. Nó chạm đi dây để chạm
chuyển động rất mượt các bác nhá, xuống rất là mượt mà. Đấy, các bác có thể nhìn là cái bộ líp này khi nó chuyển động rất là đẹp. Chiếc xe đang được bán lên mức giá chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.